Chào tất cả mọi người. Trong video này thì Cương Bích sẽ chia sẻ với mọi người một cái tính năng rất là hay của ChatGPT, đó là GoToBlock. Thì để cho mọi người hình dung dễ hơn thì mình sẽ nói về ứng dụng thực tế trước một chút để mọi người hiểu hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ có là cái bán hàng nhé, nó sẽ tự động phân loại khách hàng. Ví dụ khách thường thì nó sẽ khác và khách VIP nó sẽ khác chẳng hạn. Đây, ví dụ ở đây mình có là khách thường thì nó sẽ đi khác và khách VIP nó sẽ đi khác chẳng hạn. Như bây giờ nhá, thì chúng ta sẽ thấy này. Chúng ta có là khách VIP á thì nó được giảm 10% và khách thường chỉ được giảm 5% thôi. Ok. Thì bây giờ mình sẽ khi mà khách đến cửa hàng á thì mình sẽ cho họ quét code để biết là họ phải là khách VIP hay không. Mọi người sẽ nhìn màn hình của mình nhá. Ok, đây chúng ta sẽ quay về cái phần chụp ảnh này, được chưa? Và chúng ta sẽ bật cái hệ thống code của chúng ta lên. Đấy, chờ một chút để mình bật lại cái màn hình đó thì nó to quá. Rồi, ok, chúng ta quét code này, hệ thống này nhận được code. Chúng ta sẽ nói nhá, đây nhá. Ok. Thì mọi người thấy là hệ thống check thông tin của Cương vui lòng chờ giây lát. Chào mừng Cương quay trở lại, bạn là khách hàng VIP. Đấy, đã mua sản phẩm là khóa học. Rồi, ok. Thì làm thế nào để chúng ta làm được như thế này? Nếu như mình không phải là VIP chẳng hạn, bây giờ mình ví dụ bây giờ mình không phải là VIP đi nhá. Mình sẽ ví dụ cho mọi người thấy nhá. Được Cương Hồ đi. Cương Hồ không phải là VIP đi, mình xóa cái này cái giá trị này nhá. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ quét lại này. Mình sẽ bật lại camera này. Ok, thì ở đây cái do cái thường mình chưa làm thì nó sẽ tự động đó, bạn là khách hàng thường và chỉ được giảm 5% thôi. Tức là nếu mình không phải là VIP thì ở đây thì nó sẽ có một cái chỗ vào phễu nữa. À, ok. Mình sẽ quay trở lại là bây giờ làm thế nào để chúng ta sử dụng cái chức năng này, đúng không? Rồi, mình sẽ tắt cái màn hình nhé. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại cái này. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu mọi người một cái chức năng, đó là GoToBlock ở trong ChatGPT. Thì để mà bật cái này rất là dễ. Đây. Chúng ta chọn đây nhá, mọi người nhìn màn hình cho nó dễ nhá. Đây mình có một cái demo cho mọi người đây. Đây. Đấy. Thì ở đây là nó sẽ là, tức là ở đây thì chúng ta sẽ có nó đi đến block nào khi mà có một cái điều kiện gì đó. Đây là một con block trắng chẳng hạn, đấy. Ví dụ sau sau khi vào đến đây thì nó đi đến đâu này chẳng hạn, nếu mà chúng ta không đặt điều kiện gì ở đây. Thì mọi người sẽ thấy này, ở đây thì chúng ta sẽ có ba cái trường điều kiện. Thứ nhất là mặc định, thứ hai là random và thứ ba là điều kiện xác định. Mặc định tức là như thế nào, tức là sau khi những người kia thực hiện hành động ở trên đó, đúng không, thì thằng này sẽ đi ở đâu đó chẳng hạn, ví dụ nó sẽ đến hướng dẫn khóa học online chẳng hạn đó. Thì mặc định là xong cái này người ta không nhấn thì nó không tự đi đến, đó là cái thứ nhất, nó gọi là cái mặc định, tức là người ta không làm gì cả. Người ta đi vào block đó thì tiếp theo bao nhiêu giây chẳng hạn nó sẽ đến cái block này. Ví dụ vậy. Vậy nhá, ok. Rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đây, tức là nó sẽ nhảy block. Tức là nó trả lời theo kiểu như là random á, đỡ nó trùng lập á. Giống như mình hay có câu khi mà mọi người cảm ơn á, thì nó sẽ không có chi á, nhưng mà nó sẽ lặp. Thì cái mà mình muốn mọi người dùng nó để mà hiệu quả nhất á, đó chính là phân loại theo điều kiện. Đấy. Ví dụ phân loại theo trường chẳng hạn. Ví dụ như là Hà Nội thì nó đi theo khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh thì đi theo Hồ Chí Minh chẳng hạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ áp dụng một cái ví dụ thực tế cho mọi người dễ hình dung nhé. Đây thì mình sẽ đặt ra một cái ví dụ thực tế như thế này. Đó là phân loại khách hàng. Đấy, đó là khách VIP và khách thường. Được chưa? Thì để mà cái chỗ khách hàng, khách VIP và khách thường á, thì mọi người thấy lúc này mà mình quét lần đầu tiên á,
thì mình sẽ vào là khách VIP. Bởi vì là trước đó thì khi mà mình trong cái thẻ bảo hành á, thì mình sẽ in cái code này lên rồi. In cái code này lên thẻ và mình sẽ yêu cầu khách hàng kích hoạt bảo hành. Được chưa? Và mình ví dụ đi. Mình ví dụ là mình là khách hàng nhá, mình sẽ yêu cầu là kích hoạt bảo hành, được chưa? Rồi, mình sẽ cho mọi người xem nhé. Rồi. Đây, ví dụ đây là mình là khách hàng đúng không? Thì đây là mình sẽ in cái code. Rồi, mình sẽ vào phần chụp ảnh này. Rồi, ok, mình quét code này. Đấy, hệ thống đã hiển thị lên. Đấy, vui lòng nhập thông tin của bạn để kích hoạt thẻ VIP. Ok. Tên của tao là Cương Bích. Đấy, số điện thoại chế phải dùng số này không? Đúng, ok. Ok, Cương Bích đã trở thành khách hàng VIP và giảm giá 10%, mình đánh hơi thiếu trên tất cả các đơn hàng. Vui lòng thanh toán, thì đó là cái thằng này trên hệ thống. Đây là mồi này, mình ghi là mồi khách hàng VIP này. Đấy. Và nó sẽ tự động xét giá trị này, phân loại khách hàng là ông này là VIP này, sản phẩm ông này mua là cái gì này, giá trị này. Cái này nó áp dụng cho một sản phẩm, còn nhiều sản phẩm thì mọi người có phải có hệ thống code thì mình không đề cập ở đây. Có một dịp nào đó thì mình sẽ nói về cái hệ thống code để mà nhảy liên tục này. Đấy, như vậy là mình sau khi mà khách hàng quét á, thì hệ thống đã ghi nhận hết thông tin đấy. Và khi khách hàng mà mua lại lần hai á, thì mình sẽ làm một cái block, đó là check thông tin. Đấy, và để cho nó thật thì mình sẽ giả vờ đi, đúng không? Mình sẽ giả vờ một chút cho nó đang check đi, cho nó đúng chứ. Hệ thống sẽ check đúng không? Vui lòng chờ giây lát. Thì ở đây mình sẽ đặt điều kiện này: nếu giá trị phân loại khách hàng là VIP thì nó nhảy về cái block khách VIP, và nếu không xét, bởi vì mình chưa làm cái khách thường, nó xét tức là không có giá trị á, thì nó sẽ nhảy về khách thường. Đó, thì nó sẽ quay về cái mà mọi người quét lúc nãy đây nhá. Đây, được chưa? Mình sẽ quét lại cho mọi người dễ xem nhé. Đấy. Đấy, bây giờ phải nhảy chờ đợi đúng không? Nó lâu hơn. Ok, chúc mừng Cương quay trở lại, bạn là khách VIP. Đấy chưa? Tức là nếu mà mình gán giá trị là khách VIP thì mình là thì nó sẽ trở thành VIP. Và từ đây thì mình sẽ go to blog đi được rất là nhiều nữa, đó là cái ứng dụng thực tế. Hoặc là ứng dụng thực tế nữa mà bên mình đã làm á, đó là phân loại khách hàng tham gia sự kiện. Ví dụ đã thu phí hay là chưa thu phí chẳng hạn, nó cũng tương tự. Tức là đã đăng ký chưa? Ví dụ như nếu mình đặt điều kiện là nếu như là họ tên not set chẳng hạn, hoặc là số điện thoại not set, tức là họ không có ghi giá trị thì đến không thông tin. Đấy, tương tự mình bên mình thì nó cũng có vậy. Tức là mọi người ở cái này thì mình hay sử dụng này, ví dụ mọi người nhìn cái hệ thống ở đây mình hay sử dụng ở cái chỗ ở đây. Ví dụ khi mà đăng ký live stream này thì nó có hai trường hợp: nếu như mà có email rồi, ý là not set tức là không không có, thì tức là có, và email not set tức là không có, thì chúng ta sẽ thấy là khi mà họ không có email á thì nó mới xin lấy email, được chưa? Còn nếu như mà họ có email rồi á thì nó sẽ không lấy nữa. Thì như vậy rất là tiện trong trường hợp mà khi mà mọi người có thông tin khách hàng đó thì nó sẽ không lấy nữa. Tức là nó sẽ go to đến cái block, à tôi đã có thông tin của bạn rồi, tôi không có lấy nữa. Đấy, thì nó đỡ rất là phiền, bởi vì có một số cái thì mình lười làm thôi, mình chưa sửa ấy, còn nếu không hệ thống nó tự động nhận ra được. Đấy, ví dụ mọi người nhìn ở đây nhá. Đây này. Email này, not set này. Đấy, thì nó sẽ đến là đăng ký live stream có email. Đúng không? Là đăng ký live stream có email đây. Đấy, thì nó sẽ ngay lập tức là hệ thống đã nhận thấy bạn đã ký email với thông tin là. Bây giờ mình thử quét code cho mọi người xem cho dễ hình dung nhá. Đây, bây giờ mình sẽ quét cái code này đi. Mình hay dùng trang này để tạo code, rất là tiện. Rồi, bây giờ mình sẽ quét code cho mọi người thấy nhá. Đây này. Rồi, lên máy ảnh nào. Được chưa? Nhận code.
Chúc mừng, Cương đã đăng ký lên team. Lịch hệ thống đã nhận ra bạn đăng ký với email là như thế này. Đấy, thì mình cũng cho hai khách hàng là xác nhận hoặc email mới. Thì nếu là xác nhận là thành công, xong. Không phải làm gì nữa. Được chưa? Ok. Thì đó là cái tính năng go to blog rất là tuyệt vời của thằng Chatfielder mà mình muốn chia sẻ cho mọi người. Nó rất là tiện trong cái việc mà phân loại khách hàng, điều hướng khách hàng. Ví dụ chúng ta có thể phân loại theo giá chẳng hạn, ví dụ như khách hàng ở đây nó có giá trị là bao nhiêu thì nó phân thành khách VIP chẳng hạn, giá bao nhiêu phân khách thường. Rất là nhiều cái để mọi người làm được. Chúc mọi người thành công.